Trước khi đi vào diễn biến trận chiến giữa Cuồng Vương La Hầu, kẻ mạnh nhất Atula đường thời và Như Lai của thiên giới, chúng ta hãy bắt đầu với nguyên nhân tại sao lại xảy ra xung đột. Đầu đệ của Như Lai là Tô Ma bị đánh lén, bị một kiếm đâm xuyên người. Như Lai thấy vậy định lao lên giúp đỡ nhưng La Hầu đã ngăn cản. Bất kể ai cũng không được quấy nhiễu trận tuyển chọn đấu sĩ Atula chân chính. Tô Ma gần như ngã xuống, đám người xung quanh bắt đầu đứng dậy bao vây. Đứng trước tình thế khó khăn này, cậu ta đành phải dùng hết sức mạnh, bạo phát đấu hồn, chấp nhận tiêu hao sinh mệnh để đổi lấy sức chiến đấu. Điều này làm cho Như Lai càng thêm sốt ruột, còn Vương thì vẫn mặt lạnh như băng. Dưới sân thi đấu chỉ nói chuyện bằng thực lực, không phân biệt giàu nghèo, con của ai cũng có thể chết. Trên sân đều là kẻ địch, nhân từ là phải chịu hậu quả. Như Lai thì không đồng tình với chuyện này, vì quy củ đó mà đã khiến cho quá nhiều đứa trẻ chết đi. Sinh mệnh là tự do, sinh tồn cũng không chỉ có một cách là chiến đấu. Nhìn thấy Tô Ma suy yếu, đám chiến sĩ nhanh chóng lao lên. Tô Ma phản kháng kịch liệt, đánh cho rất nhiều người nằm úp mặt xuống đất. Sau khi đã cho tất cả nằm gục xuống, cậu ta cũng ngã xuống đất. Như Lai vội lao xuống đỡ lấy, hành động này đã vi phạm quy củ của Atula. Bọn chúng lập tức chỉ trích, cho rằng Như Lai muốn phá rối thịnh hội của bọn họ và yêu cầu ông lập tức ra ngoài. Như Lai cho rằng trận đấu đã kết thúc rồi, chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy hay sao? Ông tức giận bạo phát sức mạnh trần nhiếp, hành động này làm cho Vương cũng phải đứng dậy ủy hiếp. Vô số đấu sĩ Atula lao ra ngoài tấn công. Trong tình thế nguy cấp này, Như Lai không thể trì hoãn được nữa. Ông tung một cú đấm cực mạnh xuống dưới đất, sức mạnh khủng khiếp đẩy lùi đám đấu sĩ, sau đó thừa cơ chạy ra ngoài. Đám đấu sĩ nhanh chóng đuổi theo bao vây, đồng thời khuyên ông nên từ bỏ ý định chạy thoát đi. Nơi này có cả nghìn đấu sĩ, sẽ không thoát được đâu. Như Lai vẫn không muốn nhượng bộ. Đúng lúc bọn họ định lao lên thì La Hầu bước ra ngoài yêu cầu tất cả lùi lại. Hắn muốn một mình động thủ. Hai bên đều có suy nghĩ trái ngược nhau, không thể dùng lời lẽ để thuyết phục được. Hơn nữa, trận chiến vài trăm năm trước giữa hắn và Như Lai vẫn chưa thể phân thắng bại. Lần này nên có kết thúc rồi. Hắn bạo phát đấu hồn, sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài. Các đấu sĩ ở xung quanh được yêu cầu lui ra xa. La Hầu dậm chân một cái, mặt đất đã bị nứt vỡ. Khi thế phóng ra thành các luồng kiếm khí đánh nát các tòa nhà kiến trúc xung quanh. Sức mạnh này làm cho Như Lai cũng cảm thấy áp lực. Ông cũng bạo phát thần hồn chống lại, hai bên đã bạo phát chiến ý. Tuy nhiên uy thế của La Hầu lại quá mạnh, chỉ là sát ý phóng ra đã khiến đám đấu sĩ biến sắc. Nếu như không kịp thời tránh được thì sợ là đã xuống đất mẹ rồi. La Hầu chậm rãi rút ra hai cây đào, không sức chuẩn bị vung đao tấn công. Chiêu thức còn chưa tung ra, nhưng uy áp đã làm cho Như Lai lo lắng. Nếu như bị chỗ uy thế này ảnh hưởng, bản thân ông cũng khó mà giữ nổi tính mạng. Ông bạo phát thần kỹ, sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra ngoài, rồi lao tới chủ động tấn công. Chiêu thức hai bên va chạm, dư chấn bay tứ tung. Cả hai đồng thời bị đẩy lùi, La Hầu phẫn nộ phản công, hai tay tung đao liên tục. Mỗi lần vung đao đều phóng ra một cỗ sức mạnh khủng khiếp. Chỉ cần bị chém chúng là sẽ về đất mẹ luôn. Như Lai liên tục phải bỏ chạy để tránh né. Công kích đánh ra làm cho các tòa nhà đổ sập, vài cục đá rơi xuống vị trí Tô Ma đang bất tỉnh. Điều này làm cho Như Lai bị phân tâm. La Hầu lao tới chém một cú cực mạnh vào người. Rất may là ông đã sử dụng cuồng nộ kim thân nên không bị trọng thương. Với thế công này, ông cảm thấy kim thân của mình chẳng thể chống đỡ được quá lâu. La Hầu cầm hai thanh đao nhảy về phía Như Lai bổ xuống. Như Lai tập trung toàn bộ tinh thần, dù là một chút phân tâm đều sẽ tạo thành sơ hở chí mạng. Ông ngừng tụ sức mạnh vào bàn tay, ngăn cản hai cánh tay của La Hầu, sau đó phản công đẩy đối thủ bay về sau. Kế tiếp là tìm ra sơ hở để tung ra một kích chí mạng. Đoán rằng nhược điểm của đối thủ là trái tim, thế là Như Lai lập tức ngừng tụ sức mạnh đánh ra một trường nộ quyền lên lồng ngực La Hầu. Sức mạnh từ cú đấm lan tỏa ra xung quanh khiến đám đấu sĩ cũng bị khiếp sợ. Tuy nhiên, người đứng mũi chịu sào là Cuồng Vương thì lại không hề hấn gì. Cơ thể hắn giống như một bức tượng bằng kim loại cứng rắn. Hắn cho biết muốn đánh bại mình dễ dàng như vậy là không có cửa đâu. Hắn ta nhảy lên không trung rồi vung đao đáp trả lại. Đòn tấn công quá bất ngờ, Như Lai bị ăn đòn giữa ngực, cơ thể bay ra xa trăm mét, đâm xuyên qua nhiều tòa nhà. Tưởng là ông đã bị trọng thương sấp mặt, nhưng vẫn chưa, kim thân trên người vẫn còn nên chưa bị tổn thương, chỉ là sức lực đã có vẻ đuối rồi. La Hầu lao tới chém liên tục, mỗi một đòn tấn công đều có uy lực sát thương cực kỳ khủng khiếp. Đứng trước thế công mạnh mẽ này, Như Lai hoàn toàn bị rơi xuống thế yếu. La Hầu chém ra một luồng kinh lực khủng khiếp. Kinh lực đi tới đâu, mặt đất bị chém đồi tới đó. Như Lai buộc phải tung ra thần kỹ ngăn cản trực diện. Hai bên giằng co kịch liệt, tiếp tục dây dưa thế này, ông cảm thấy mình sẽ không trụ được bao lâu. Hắn ta lại vung đao phóng ra hai luồng kinh lực nữa.
Như Lai bị đánh bay vào tường, cơ thể nằm úp mặt xuống đất. Trước mặt, trận chiến đều nghiêng về một bên. Nhưng mà sức mạnh của Như Lai cũng không chỉ có như vậy. Rốt cuộc ông sẽ làm như thế nào và tung ra thần kỹ gì để chống lại được cuồng vương La Hầu? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến tập tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào!